những cặp đôi gương vỡ lại lành trong showbiz Việt. Vũ Duy Khánh, DJ Tiên Môn. Nam ca sĩ Vũ Duy Khánh đã chính thức xác nhận tái hợp vợ cũ DJ Tiên Môn sau hơn 2 năm ly hôn. Giọng ca Vợ Tuyệt Vời Nhất và DJ Tiên Môn đã kết hôn vào tháng 10 năm 2015. Cả hai có một cậu con trai đáng yêu. Tuy nhiên, họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1 năm 2018. Nguyên nhân là vì bất đồng quan điểm sống. Ngoài ra ở thời điểm đó, nam ca sĩ cũng bị đồn ngoại tình, trăng hoa, khiến DJ Tiên Môn bị áp lực và quyết định đường ai nấy đi. Và mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vũ Duy Khánh liên tục khẳng định chủ quyền với DJ Tiên Môn bằng việc đăng tải clip mặn nồng của cả hai, hay hình ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau, kèm chia sẻ đầy mùi mẫn. Có qua những ngày nắng mới biết quý những ngày mưa, có thấm thía những nỗi đau bệnh tật mới trân trọng tháng ngày mạnh khỏe, có buồn mới thấm những ngày vui trọn vẹn, có an lạc mới hiểu giá trị của sầu thương, Vũ Duy Khánh viết. Nói về quyết định tái hợp cùng vợ cũ, nam ca sĩ vui mừng chia sẻ với truyền thông. Chúng tôi sống chậm lại, lắng nghe bản thân và đối phương, nhận ra gia đình là điều quan trọng nhất, nghĩ lại dịch bệnh thật đáng sợ. Nhưng trong muôn ngàn điều xấu, vẫn có mặt khác là giúp ba người chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi rất hạnh phúc khi bà xã đồng ý tái hợp. Điều này giúp tôi thêm tự tin rằng mình đã cư xử đúng để cô ấy luôn yêu và tôn trọng. Trường Giang, Nhã Phương. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân và mười khó bén duyên khi đóng phim 49 ngày. Chuyện tình úp mở của họ từng bị nghi vấn là chiêu trò PR cho đoàn phim. Tháng 4 năm 2016, Nhã Phương xác nhận tình cảm trên trang Facebook bằng cách gọi Trường Giang là anh yêu. Họ bắt đầu xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, công việc và gia đình. Nhưng hơn 2 năm bên nhau, Trường Giang và Nhã Phương nhiều lần vướng nghi vấn chia tay. Đầu tiên là ở thời điểm giữa năm 2016. Lúc đó, Quế Vân tiết lộ chuyện Trường Giang bắt cá hai tay ngay khi công khai tình cảm với kiều nữ màn ảnh Việt. Cuối năm 2017, nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu khiến khán giả hoang mang khi vài lần lấp lửng chuyện đổ vỡ tình cảm trên trang cá nhân. Cũng thời gian này, Trường Giang vướng nghi vấn hẹn hò Sam trên phim trường Siêu Sao Siêu Ngố. Cặp sao tái hợp sau khi mười khó cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình dịp đầu năm 2018. Nhưng 2 tháng sau, nam em bị cho là nguyên nhân khiến Nhã Phương một lần nữa dứt tình với Trường Giang. Nhiều lần rạn nứt, nhưng cũng lần ấy lần cặp sao tái hợp thì năm 2018, cặp đôi Giang Phương đã chính thức về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong giới giải trí. Đặc biệt, đầu năm 2019, Nhã Phương đã hạ sinh cô con gái đầu lòng. Tuấn Hưng, Hương Baby. Tháng 4 năm 2012, Tuấn Hưng chính thức công khai việc hẹn hò với hot girl Hà Thành, Hương Baby, sau khi những bức ảnh chụp hai người ở trong một quán bar được công bố. Mối quan hệ này bắt đầu không lâu sau những tin đồn về mối tình của nam ca sĩ có tình trường dài dằng dặc và chân dài làm scandal Hồng Quế. Khi ấy, ít người tin cô gái không thuộc showbiz này có thể trở thành người phụ nữ Tuấn Hưng lựa chọn để gắn kết cuộc đời. Cũng bởi vậy, dư luận không mấy ngạc nhiên khi vỏn vẹn một vài tháng sau đó, Tuấn Hưng lên báo chia sẻ mình đã chia tay Hương Baby bởi duyên phận của chúng tôi chưa đủ nên duyên vợ chồng phải xa nhau. Quan trọng là chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Sau cuộc tình này, anh chàng nhanh chóng dính vào nghi án hẹn hò với nữ diễn viên Ngân Khánh. Tuy nhiên, câu chuyện này dường như cũng không đi tới đâu. Đầu năm 2014, trang ngựa hoang của showbiz Việt khiến mọi người bất ngờ khi để lộ ảnh cưới với hot girl Hà Thành. Theo đó, cả hai đã quay về bên nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại, gia đình của Tuấn Hưng đã có 3 bé đủ nếp đủ tẻ là Su Hào, Son và Sâm Kháo Khỉnh. Bà xã Tuấn Hưng còn tiết lộ, Tuấn Hưng từ khi trở thành ông bố 3 con đã chín chắn, chững chạc hơn nhiều. Anh thường xuyên thay cô thức đêm trông con, nhưng khi đi diễn về mệt, anh vẫn thức trò chuyện cùng vợ. Anh Hưng là người đàn ông luôn tôn trọng và quan tâm, lắng nghe cảm xúc của vợ. Tôi hạnh phúc vì anh sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi thứ. Nhờ có anh, tôi không bị trầm cảm sau sinh và điều hành trơn tru công việc kinh doanh của mình, cô chia sẻ. Thủy Tiên, Công Vinh. Trước khi có gia đình hạnh phúc với sự ra đời của bé bánh gạo, cặp đôi Công Vinh Thủy Tiên đã gặp không phải ít sóng gió. Điều này không chỉ xuất phát từ những áp lực của dư luận mà còn bởi chính sự trăn trở của bản thân người trong cuộc. Danh thủ Công Vinh từng lên báo chia sẻ, một thời gian ngắn sau khi bắt đầu yêu đương, hai người đã từng nói chia tay bởi chính anh cũng hoài nghi về chuyện tình của mình. Tuy vậy, chính sự xa cách này đã khiến chàng cầu thủ điển trai nhận ra mình không thể sống thiếu nữ ca sĩ gợi cảm. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
Đó là quãng thời gian kinh khủng. Mỗi ngày không nói chuyện với Tiên, tôi lại thấy nhớ. Tôi không dừng lại được điều mình muốn quên. Tôi nói với Tiên rằng tôi sẽ xăm tên cô ấy và trở lại bên cô ấy, để cô ấy chấp nhận tôi. Tiên không tin, nhưng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi quay lại với nhau vì biết không thể để dư luận đánh gục tình yêu của mình được. Mối tình bền bỉ kéo dài gần 10 năm với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đã giúp Công Vinh Thủy Tiên xóa tan những nghi ngờ từ phía công chúng. Thay vì bị ném đá như giai đoạn đầu, nhiều khán giả đang tôn vinh họ là một trong những cặp đôi hoàn hảo nhất của showbiz Việt. Sau hôn nhân, Thủy Tiên cũng thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực hơn. Cô đẹp, quý phái và tiết chế hơn trước rất nhiều.